Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Phương Nam Mobile. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đó. Và con số này là em đặt tên số là số 02 nhé. Anh em nào có thể theo dõi các số của em thì sau này ví dụ như xem máy ở số nào, số 02, số 03 hay là sau này về sau nó dài hơn thì em sẽ đặt lần lượt theo thứ tự nhé anh em nhé. Thì anh em theo dõi máy ở số nào, giá nó khác nhau á, có thể chênh lệch lên hoặc xuống tùy vào giá thị trường. Bên em bán có thể giá thị trường lên thì bên em sẽ bán lên, còn thường thường giá thị trường xuống thì bên em sẽ hạ giá xuống nha anh em nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu lại cho anh em cái quy trình làm việc bên em, đó là mua hàng thì anh em cọc trước cho em phí vận chuyển là 50.000 cho đến 100 tùy vào giá trị của máy. Nếu mà giá trị của máy là trên 4 triệu là cọc phí vận chuyển là 50.000, à 100.000, dưới 4 triệu là 50.000. Hình thức cọc thì anh em có thể là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cũng như mua thẻ cào điện thoại, thẻ nào mã nào cũng được, ưu tiên là Vinaphone, và gửi cho em thẻ hình ảnh thẻ cào qua Zalo hoặc nhắn tin cho em mã nào và số seri nhé. Số điện thoại chính chủ của em là 0368 60 442 và em chỉ dùng duy nhất một số này cũng như một duy nhất một Zalo Bùi Phương Nam. Kết bạn bằng số này anh em nhé. Duy nhất một kênh YouTube Phương Nam Mobile là kênh của anh em đang xem. Nếu anh em xem video khác không phải số điện thoại này cũng như không phải tên của em thì là không phải của em nhé. Anh em liên hệ bảo hành cũng như là mua máy thì không liên hệ với em, tại vì em không có những cái mặt hàng đó. Người ta bán mặt hàng khác, có thể mặt hàng khác của em không có. Còn nếu mà có thì em vẫn hỗ trợ anh em. Đó, thì đầu tiên em giới thiệu cho anh em đó là chiếc Samsung Note 4 Hàn Quốc nhé. Em về được 8 cây. Samsung Note 4 Hàn Quốc. Màu thì trắng với cả xanh là gần như là tương đương nhau. Đó, giới thiệu với anh em đấy là hình thức đây. Khá là đẹp anh em ạ. Hình thức rồi. Con này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, chạy chip Exynos là 5433. Pin con này cho bò là 3230 mAh, camera của nó 16 chấm và 1.2. Đó, màn rộng màn 5,7 inch, màn 5,7 inch anh em nhé. Đó, màn 5,7 inch, giá con này là 1,8 triệu anh em nhé. Samsung Note 4 bản hàng giá 1,8 triệu, màn rộng, pin khỏe, pin con này là 3230. Nhưng mà phải chia sẻ thật với anh em đó là dòng này nó ra mắt lâu rồi, anh em đừng quá kỹ tính và đừng đòi hỏi nó pin quá là trâu nhá anh em nhá. Pin này bây giờ coi như là bình thường thôi, tại vì nó ra mắt lâu rồi mà, pin 3200 nhưng mà bây giờ nó ra mắt lâu rồi thì tất nhiên độ phần trăm pin nó cao, chai pin nó cao. Còn nếu anh em muốn pin thực sự là ngon lành cành đào như đầu tiên thì anh em có thể là thay viên pin mới nhá, pin này rẻ thôi đó, thay pin cực kỳ đơn giản. Cái dòng này hoặc lắp lưng ra anh em tự cậy thay pin đó, mua viên pin rồi thay lắp vào thế thôi, có gì đâu anh em. Samsung Note 4 bản hàng giá chỉ 1,8 triệu, màn 5,7 inch, RAM 3, bộ nhớ 32GB, thoải mái dùng. Đó, tiếp theo giới thiệu cho anh em đó là hàng hot, hàng này anh em mong chờ rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay em mới về được 5 cây. Bởi vì sao? Bởi vì giá nó lên, em sợ là anh em lại nghĩ em ăn dày hay là bán lãi nhiều như nào, nhưng mà thực sự với anh em là giá nó lên đó nên em cũng không dám nhập nhiều. Đây, nếu mà anh em ủng hộ thì em nhập tiếp, còn không ủng hộ thì thôi em bán dần, cũng như là em lại đẩy cho anh em thợ khác đó chơi. Đây là Sony XZS nha anh em nhé, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, màn 5,2 inch, Full HD, camera 19 chấm và 13 chấm, chạy Snapdragon 820 đó. Con này pin 2900 mAh nha anh em nhé. Đây, hình thức đây, 2900 mAh. Con này bây giờ giá là 2.300.000 nha anh em nhé. RAM 4GB, bộ nhớ 32, 2.300.000 RAM 4 nha anh em nhé. Còn nếu anh em thích RAM 3 thì thiết kế nó cũng gần như XZS. Rồi, RAM 3GB. XZ thường hôm nay em cũng về được hơn chục cây. Đây em quay video cho anh em là 8 cây đã nhá. Đó. XZ thường hình thức 98 đến 99%. Đây, hình thức đây anh em. Con này RAM 3GB nhá anh em nhá. Bộ nhớ của nó là 32GB. Màn 5,2 inch Full HD. Camera của nó là 23 chấm và 13 chấm nhé. Chạy Snapdragon 820. Pin 2900. Con này em đang bán với giá là 1.850.000 nhá anh em nhá.
1.850.000. Có đen này, có xanh này, có trắng này, có cả hồng nhá. Trai gái hay BD mua được hết anh em nhá. Đó. Trai gái hay là giới tính thứ ba thì bên em vẫn tươi cười mua bán được hết anh em nhá, không phải lo lắng gì cả. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em đây là A510 nhá, Samsung A510. Đó, Samsung A510. Con này là trước là em bà giới thiệu với anh em đó là kênh một tí lưng đấy. Thì do viên pin phỏng nên hôm nay em đã thay pin cho anh em rồi nhá. Pin mới anh em dùng cực kỳ yên tâm. Đó, dán đẹp, long lanh. Đấy là em chia sẻ thật. Chứ không phải là em bảo là hàng zin mới về như nào. Để em chia sẻ thật là em thấy pin rồi nhá anh em nhá. Pin mới anh em dùng cho sướng. Đó, giá 2 triệu nha anh em nhá. Còn đây là A710. A710 thì màn to hơn. Có quang ám và có quang lưu ảnh một tí nhá anh em nhá, không ăn thua gì. Màn Samsung mà. Đó. Hình thức đây anh em. Con A7 2016 này thì RAM 3 GB, bộ nhớ 16 GB, màn 5,5 inch và chạy Snapdragon của nó là 615. Camera con này là 13 chấm và 5 chấm anh em nhá. Pin 3.300. Giá con này là 1.850.000 cho đến 2 triệu tùy cây anh em nhé. Đó, tiếp theo là LG G6. Đó, anh em thích LG G6. LG G6 hình thức đẹp không anh em? Đây, LG G6 nha anh em nhé. Con này RAM 4 GB, bộ nhớ của nó là 32 GB, chạy Snapdragon là 821, camera trước của nó là 5 chấm và camera sau thì có hai camera. Hai camera của nó là hai camera 13 chấm anh em nhé. Màn này rộng 5,7 inch, pin 3.300 mAh. Đó, giá bản 32 GB này là 1.950.000 anh em nhé. Đó, LG G6 1.950.000 32 GB. Và tiếp theo đây là Samsung A20 chính hãng, hai sim full box. Cái này thì khá là lâu rồi chưa bán được, mua lại của người dùng xước một tí ở lưng này. Full box đấy anh em nhé. Còn bảo hành 2020. Còn bảo hành tận 2020 luôn. Đó. Con này thì bản chính hãng, hai sim. Bảo hành 2020, RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB. Chạy Exynos là 7884 nhá. Camera sau thì có hai camera, một camera chính là 13 chấm và camera phụ là 5 chấm. Camera trước thì 8 chấm anh em nhé. Màn hình tai thỏ, màn hình tai thỏ anh em nhé. Đây hết pin. Màn con này 6,5 inch, rộng tràn viền, nên cực rộng anh em nhé, 6,5 inch. Pin 4.000 châu bò cho anh em. Bảo mật thì có vân tay đằng sau này, nhận diện khuôn mặt là đằng trước này. Đó, con này bản chính hãng anh em dùng hoàn toàn yên tâm. Giá con này là em đang bán với giá là 3 triệu 5, thì hôm nay em sẽ bán với giá là 3 triệu 300 nhé. Hành lý lỗ cho anh em để nhập loại khác nhé. 3 triệu 300 nghìn Samsung A20 chính hãng, hai sim, còn bảo hành tận 2020. Đó. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là Oppo A57 hay tên gọi khác là Oppo F3 Lite. Oppo A57 hay tên gọi khác là Oppo F3 Lite nha anh em nhé. Con này RAM 3 GB, bộ nhớ của nó là 32 GB. Camera của nó là 16 chấm và 13 chấm và 5,2 inch. Chạy Snapdragon 435. Đó, chạy Snapdragon 435. Hai sim hai sóng 4G Wi-Fi. Và pin con này là 2.900 mAh. Giá Oppo F3 Lite này, A57 này là 1.850.000. Thì em còn màu hồng với cả màu màu vàng. Màu vàng như con này nó không không phải là vàng như các màu khác mà nó vàng rất là nhạt. Anh em nhé. Đó, Oppo F3 Lite. Tiếp theo giới thiệu cho anh em nó là Samsung S7S. Samsung S7S nha anh em nhé. Bản hàng hai sim. À, một sim con này chưa chạy hai sim nhá. Bán nguyên bản một sim. RAM 4 GB, bộ nhớ 32 GB. Màn 5,5 inch. Camera của nó là 12 chấm, quay 4K. Camera trước của nó là 5 chấm. Chạy Exynos là 8890. Pin 3600 mAh nhá. Giá con này em đang bán với giá là 3 triệu 7. 3 triệu 7 hôm nay em bán với giá là 3 triệu 6 nha anh em nhé. Samsung S7S. Đó. Duy nhất một cây màu xanh đó là HTC U11. Đó, màu đen thì em đã bán rồi. HTC U11 hai sim, màn rộng 5,5 inch.
Đó, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, con chip mạnh nó là Snapdragon 835. Pin cho bỏ pin 3000. Camera trước con này là 16 chấm và camera sau là 12 chấm. Con này em đang bán với giá 3 triệu rưỡi anh em nhé. HTC U11 2 SIM. Tiếp theo là S8 Plus 2 SIM. Màu màn tôm, màu tím than. Vâng, màn nó hơi xước một tí. Hơi xước một tí kính. Còn xước tí tí này anh em phải giá cương lực phát hết luôn, anh em không phải lo nghĩ gì cả. Máy zin nguyên bản còn áp suất nhá. Bản hàn độ 2 SIM bằng phần mềm nhá, con này sẵn 2 SIM độ bằng phần mềm rồi nhá. Hình trước đây anh em nhá. Độ 2 SIM bằng phần mềm. Đó. Có xước một tí tí kính, anh em giá cương lực phát hết luôn. Đó. Giới thiệu qua cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chạy Exynos là 8895 8 nhân. Camera của nó là 12 chấm và 8 chấm. Màn con này là 6,2 inch. Pin con này là châu bò, dòng Plus là châu bò nha anh em nhé. 3500 mAh. Bảo mật thì có vân tay, bóng mắt và nhận diện khuôn mặt. Giá con này là 5 triệu rưỡi anh em nhé. 5 triệu rưỡi, 6 em bán giá 5 triệu rưỡi nhé. Và đây là 4 cây S8 thường, S8 nhỏ. Nếu anh em thích dòng nhỏ gọn tiện lợi thì anh em mua cái này nhé. Có hai loại, một loại là màn ám một chút, giá của nó là 4 triệu 300 và 4 triệu 200, 4 triệu 200 nha anh em nhé. Và cái loại màn không ám này, màn không ám là 4 triệu rưỡi nha anh em nhé. Có hai loại màn không ám thì có 3 màu xanh, trắng và đen. Màn ám một chút thì có màu xanh nha anh em nhé. Thiết kế nhỏ gọn. Đây, hình thức anh em có thể xem qua nhé. Anh em mua màu nào thì inbox qua Zalo em chụp ảnh chi tiết cây đó gửi qua cho anh em nhé. Samsung S8 Hàn Quốc 2 SIM RAM 4GB. Bộ nhớ con này là 64GB. Chạy Exynos là 8895 anh em nhé. 8895. Camera của nó là 12 chấm. Camera trước là 8 chấm. Quay 4K. Đó. Màn con này là 5,8 inch anh em nhé. Màn 5,8 inch nhưng mà cầm cực kỳ nhỏ gọn, nó tràn viền gần như là hết. Rất là nhỏ gọn. Cầm thì cực tiện lợi luôn. Anh em thích nhỏ gọn thì cây này là quá tuyệt vời. Pin 3000. Giá con này là 4 triệu 5 và cây này là 4 triệu 2. Bảo mật thì cái dòng này có bảo mật vân tay, bảo mật khuôn mặt và bảo mật bóng mắt nhá. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là iPhone 7 Plus. Phiên bản 128 GB, bản quốc tế nhá. Bên em không bán bản lock nhá. Bản lock thì thực sự anh em là SIM ghép nó chết liên tục. Mỗi lần anh em mua SIM ghép mấy chục nghìn. Có những cái dòng nó khó kích hoạt thì mua cả 100.000 với cả 150.000. Vài lần như thế là anh em chênh lệch giữa quốc tế rồi. Tội gì anh em phải mua lock mà nó bất tiện, đúng không anh em? Máy bên em quốc tế bán như giá lock luôn. iPhone 7 Plus 128 GB, giá 7 triệu. Bản quốc tế máy zin giá 7 triệu. Dòng Plus thì máy trâu. Đó. 6S Plus nha anh em nhé. 6S Plus và 64 GB, bản quốc tế, cũng bản quốc tế. Nếu mà hình thức được hơn, nói chung là hình thức đẹp nhất thì là hình thức đẹp nhất bên em là giá là 4 triệu rưỡi. 6S Plus 64 GB. Còn hình thức xấu hơn một tí là 4 triệu 3 nha anh em nhé. Đó. Hình thức đây. Anh em xem qua hình thức. Cây anh em thích màu nào như nào thì em chụp ảnh cho nhé. Và giá chi tiết từng cây nha anh em nhé. 4 triệu 3 cho đến 4 triệu rưỡi. iPhone 6S Plus 64 GB bản quốc tế. Tiếp theo là iPhone 7 phản quang. 3 triệu 8 nha anh em nhé. Bán thành lý cho anh em. Máy zin nguyên bản. Không có chỗ nào giá rẻ như này đâu. Một tí phản quang 3 triệu 8. Máy zin 6S thường 2 triệu 6. Đó. 6S quốc tế 2 triệu 6 anh em nhé. Sắp tới thì em có về 616, 632, 664 cũng như là 6S 64, 6 Plus. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đó, đấy là em giới thiệu qua thôi. Hàng đang 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 về mà. Đó. Đây là Sony X-Performance anh em nhé. Sony X-Performance. Đấy. RAM 3GB. Bộ nhớ của nó là 32 GB. Chạy Snapdragon là 820. Snapdragon 820. Con này là 1 triệu 350 nghìn nhá. Hình thức 95-96% có chạy xước. Và rẻ hơn 100 nghìn là 1 triệu 250 nghìn thì có Sony Z5. Cũng hình thức 95-96% có chạy xước. Giá con này là hình thức cấu hình con này là RAM 3GB.
bộ nhớ 32 GB, chạy là Snapdragon 810. Con chip này thì nó hơi nóng hơn so với con chip Snapdragon 820 của X-Performance cũng như là XZ nha anh em nhé. Đó, tiếp theo giới thiệu cho anh em vẫn là Sony. Em thực sự là em rất thích bán Sony cũng như là rất thích dùng Sony. Đó, Sony XZ1 đấy, XZ1 em còn 4 cây. Hình thức đây anh em. XZ1 này là 4 GB, bộ nhớ của nó là 64 GB nhá. Con chip mạnh của nó là Snapdragon 835 nhá. Màn rộng 5,2 inch. Camera của nó 19 chấm và 13 chấm. Pin 2007. Đó, một sim sạc nhanh. Giá con này là 3 triệu 800 nha anh em nhá. Camera đây, đèn flash dọc ngang. Đó, còn những cái dòng như XZ thường hay XZS. Đó, XZ thường là XZS đây là camera dọc xuống nhá. Còn XZ1 là camera ngang nhá. À, flash ngang nhá. XZ1 và XZS thì camera nó lồi hơn. Đó. Còn XZ thường thì camera nó bằng, thậm chí nó lõm vào một tí nha anh em nhá. Đây là iPhone 6 64 GB. Còn hai cây màu trắng 2.350.000 nhá. iPhone 6 64 GB bản quốc tế. Bản quốc tế nha anh em nhá. Đó. XZ thì có loại đẹp, hôm qua về loại đẹp là 1.850.000 anh giới thiệu cho anh em. Và đây là cái loại xấu 1.500.000 nhá. 1.500.000. Cấu hình thì nó như nhau, nếu anh em mua về chơi game thì khỏi phải nghĩ nhá. Cây này là cây hỏng, coi như là vỡ kính cam, coi như hỏng cam đi. Em bán với giá 1.200.000 nhá anh em nhá. Sony XZ anh em mua về chơi game 1.200.000. Đó. Tiếp theo là Google Pixel 2. Google Pixel 2 cây này khách đặt rồi khách lại không lấy. Đó, khách đặt rồi khách lại không lấy. Google Pixel 2 nha anh em nhé. Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Cầm nắm cực phê. Con này RAM 4 GB, bộ nhớ của nó 64 GB, màn 5 inch, màn bé, thiết kế nhỏ gọn. Đó, con chip mạnh. Chip là Snapdragon 835. Camera gồm 12 chấm và 12.3 và 8 chấm. Camera của Google thì không phải xét luôn anh em nhé. Đó, anh em nhìn đi. 1:1 luôn. Không phải xét camera của Google, ngoài trời còn đẹp nữa anh em ạ. Con này pin 2007 và giá của nó là 3 triệu rưỡi nha anh em nhé. Máy đẹp. Anh em xem qua hình thức, duy nhất một cây màu đen nhá. Duy nhất một cây màu đen nha anh em nhé. Đấy, và bây giờ nó báo là 16 giờ 14 đó. Đồng hồ không biết đồng hồ nào sai. Đó, tiếp theo là Google Pixel XL. Google Pixel XL con này là dòng XL thì màn nó to hơn nhá, pin nó khỏe hơn. Đó, anh em thích to mà to pin khỏe hay là màn nhỏ pin trung bình, pin bình thường mà nhỏ nhưng mà cấu hình nó mạnh. Đó, em thích nhỏ gọn thì mua con ý, còn thích to thì mua con này. Google Pixel XL RAM 4 GB, ổ nhớ 32 GB, chạy Android 9. Camera của nó là 12 chấm và 8 chấm. Pin con này là 3450 nhá. Màn rộng là 5,5 inch. Giá con này chỉ 2 triệu 6 nhá anh em nhá. Google Pixel XL còn duy nhất một cây thôi anh em. Tiếp theo đó là Xiaomi Redmi 4A. Xiaomi Redmi 4A thì có 3 cây, 2 sim, 2 sóng. Đó, RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB. Pin của này cũng khá là ok nếu mà so với cái màn 5 inch của nó. Pin 3120. Camera của nó là 13 chấm và 5 chấm. Giá của này là 1 triệu 2 nha anh em nhé. Xiaomi Redmi 4A 1 triệu 2. Sẵn tiếng Việt, sẵn CH Play anh em. Em không phải lo đâu. Đó. Cuối cùng hôm nay giới thiệu cho anh em đó là hai cây J7 Prime bản Hàn. J7 Prime nhé anh em nhé. Samsung J7 Prime hình thức đây. Đó. Hình thức đây anh em nhé. Con này là màn rộng màn 5,5 inch nha anh em. RAM 3 GB, bộ nhớ 16 GB và chạy Snapdragon là 625. Pin 3300. Camera của nó là 13 chấm và 8 chấm. Con này giá 2 triệu tròn nhá, tròn tít thò lò anh em nhá, 2 triệu 00.000. Đó. Samsung J7 Prime. Đó, thì hôm nay em có một số mã mới về giới thiệu cho anh em như là Note 4 này, XZS này, XZ thường mới này. Và giới thiệu cho anh em các mã còn lại của bên em thanh lý cũng như là giảm giá. Có mã nào lên thì bên em bán lên. Ở cuối video thì
Anh em nào xem video thì hay thì hãy like, like và đăng ký kênh giúp em nhé. Cũng như bình luận cái dòng máy mà anh em yêu thích. Ví dụ như không có ở trong này, dòng máy anh em muốn mua dòng nào, ví dụ Note 8 em hết chẳng hạn, anh em muốn có nhu cầu mua Note 8 thì bình luận nhé. Hoặc là những cái dòng máy khác của hãng khác thì anh em bình luận bên dưới. Em thấy nhiều comment và anh em có nhu cầu mua thì em sẽ cố gắng điều về cho anh em với giá tốt nhất nhé. Xin chào và tạm biệt anh em.